Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Sava News. Sau đây sẽ là những thông tin mới chúng tôi vừa cập nhật. Xe tải xe khách từ hai nhánh chen vào đường nhỏ và cá kết. Theo video được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 23 tháng 11, thì được biết đây là sự việc xảy ra ở Colombia và được camera nên ghi lại vào ngày 22 tháng 11. Vụ va chạm cụ thể là do hai xe thiếu quan sát khi đi vào điểm giao từ hình ảnh trong video có thể thấy, chiếc xe tải đi đường thẳng và chiếc xe khách từ đường nhánh cùng đi vào ngã hai với tốc độ khá nhanh. Kết quả xe khách cản trước đầu xe tải làm cho xe tải không phanh kịp bị ép sát lên lề. Đầu xe tải biến dạng và thậm chí có nguy cơ ngã đè lên xe khách nhưng may mắn nó lắc lư rồi không có động thái gì thêm. Sự việc đến nay đã được giải quyết và xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên tình huống vẫn khiến nhiều người quan tâm vì thực tế vẫn còn nhiều tài xế vào cua ẩu thiếu quan sát và di chuyển tốc độ quá nhanh, nên khi có nguy hiểm xảy ra bất ngờ lại không phanh kịp. Một vài bình luận đáng chú ý được cư dân mạng để lại bên dưới video. Xe khách sai vì nguyên tắc xe đường nhánh phải nhường xe đi thẳng, nhưng do xe tải di chuyển cũng nhanh nên cả hai xe đều có lỗi. Xe khách chạy ghê quá ép xe tải banh đầu luôn. Xe chở nhiều người mà chạy như bán mạng, tài xế xe khách nên bị tước bằng. Tranh chấp lối đi, hai mẹ con bị hàng xóm đánh chấn thương nghiêm trọng. Chiều ngày 24 tháng 11, tòa án nhân dân huyện Trừ Gạo, tỉnh Tiền Giang xét xử sâu thẩm tuyên phạt Nguyễn Toàn Thắng 38 tuổi, Nguyễn Thanh Thảo 26 tuổi cùng mức án 18 tháng tù, Đào Trọng Nhân 30 tuổi, 15 tháng tù và Nguyễn Thanh Phong 34 tuổi, 12 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài án phạt tù, bốn bị cáo liên đới phải bồi thường bị hại Đoàn Văn Hậu 41 tuổi với số tiền hơn 577 triệu đồng. Riêng bị cáo Thắng phải bồi thường thêm cho bị hại Nguyễn Thị Thúy, 73 tuổi, mẹ anh Hậu, hơn 125 triệu đồng. Theo cáo trạng, do có tranh chấp về lối đi chung với bà Đào Thị Lan, 52 tuổi, vợ bị cáo Thắng, nên ông Hiền, 46 tuổi, cùng xóm với bà Lan đã dùng cách trụ xi măng và lưới B40 rào lại nhằm thu hẹp lối đi công cộng, gây cản trở việc gia đình bà Lan chở thức ăn cho gà. Nguyên nhân ông Hiền cho rằng phần đất đó là của mình. Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2020, Thắng cùng nhóm người làm cho bà Lan là Nhân, Phong và Thảo dùng búa phá bỏ sáu trụ xi măng, cắt rào lưới B40 nói trên. Sau đó, công an xã đến hòa giải. Lúc này, anh Đoàn Văn Hậu xảy ra cử cãi với nhóm của Thắng và bị nhóm này hành hung. Bà Thủy thấy con trai bị đánh vào căn ngăn, cũng bị đánh vào mặt ngã xuống đường. Sau khi xảy ra sự việc, hai mẹ con nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, anh Hậu thương tích về cơ thể là 15%, thương tích về tâm thần là 11% còn bà Thúy thương tích 8%. Thấy có vụ truy đuổi, lái xe khách bám theo cho một số người qua clip và không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước dẫn đến vụ tai nạn. Ngày 22 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh cả nam thiếu niên đi xe máy, chở theo một người khác, luồn lách trước đầu xe tuần tra giao thông trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giả sau đó hai phương tiện va chạm đúng lúc này xe khách cùng chiều lao tới đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến người phụ nữ trên xe máy tử vong tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng phòng luật sư chính pháp cho biết đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ để khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về luật tham gia giao thông đường bộ và xem xét trách nhiệm của các lái xe có liên quan vụ tai nạn này theo quy định của pháp luật, tai nạn giao thông gây hậu quả chết người được xác định là hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện gây tai nạn hoặc người tham gia giao thông khác có lỗi dẫn đến vụ tai nạn thì người tham gia giao thông trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, trong vụ việc này, tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc có liên quan đến hai người điều khiển xe máy, người điều khiển xe tuần tra và người điều khiển xe khách trong số 3 người điều khiển phương tiện này, người nào có lỗi dẫn đến vụ tai nạn thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Xót xa một hot tiktoker ở Nam Định bất ngờ qua đời. Nguyên nhân đến từ thói quen mà nhiều bạn trẻ vẫn đang làm. Tao thấy mình hay thức khuya lắm. Bây giờ tao bị méo mồm rồi, tao phải đi châm cứu bởi vì là bị thức khuya. Mới đây, một cô gái đã đăng tải lên mạng xã hội với tâm trạng vô cùng đau lòng và xót xa, chia sẻ về một người bạn thân, một người truyền cảm hứng trên mạng xã hội ở Nam Định. Mai Khải Ca vừa mới qua đời. Trong sự nghẹn ngào tiếc thương, cô gái đã chia sẻ lại rằng trước khi ra đi một thời gian, Mai Khải Ca đã gọi điện nói chuyện và nhắn nhủ tới cô gái rằng đừng nên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều. Một thời gian sau, cô gái phát hiện người bạn của mình miệng bị méo sang một bên, phải đi châm cứu. Một thời gian ngắn sau nữa thì phát hiện thêm anh chàng đã bị u não và cuối cùng là xa rời cõi tạm để đi tới cõi Vĩnh Hằng. Được biết, nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn giữ cho mình thói quen thức khuya, làm việc lao lực, quá sức hoặc đắm chìm trong các nền tảng mạng xã hội mà bỏ quên đi sức khỏe của mình. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ cần tập trung cho mình một thói quen lành mạnh, ngủ sớm đủ giấc để đảm bảo cho một cơ thể thật sự khỏe mạnh. Một số bình luận được mọi người để lại. Em gái mình cũng mất vì u não, bị hơn 3 tháng là mất. Lúc phát hiện bệnh chưa có đau đớn gì, nhưng sau khi phát hiện thì mọi thứ diễn biến rất nhanh. Mình ốm gần năm nay xuống hơn chục cân, vừa rồi đi xét nghiệm thì phát hiện mỡ máu cao, có nghi thêm cả u não, đau đầu, mờ mắt, thi thoảng méo mồm mà bác sĩ bảo chụp não thì sợ không dám chụp. Chữa mẹo sau khi hóc xương cá, người phụ nữ nhập viện Mới đây, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã phẫu thuật gấp chiếc xương cá có kích thước khoảng 25mm từ sàn miệng của bệnh nhân Nguyễn Thu Thủy, 84 tuổi, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước ngày vào viện một tuần, bà Thủy có ăn cơm với cá và xuất hiện nuốt đau, nuốt vướng. Bà Thủy đã cho tay vào móc họng và dùng mẹo nuốt miếng thức ăn to để xương trôi xuống, nhưng tình trạng không cải thiện, nuốt đau tăng dần và ăn uống hạn chế, sau đó gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện tai mũi họng trung ương thăm khám chụp các lớp vi tính bác sĩ ghi nhận có dị vật tại sàn miệng của bệnh nhân sau khi họ chẩn và được sự đồng ý của gia đình các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật sàn miệng cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật do dị vật di động nên gây khó khăn cho ekip khi xác định vị trí dị vật các bác sĩ đã đặt vào sàn miệng bệnh nhân một chiếc kim, chụp lại hình ảnh các lớp vi tính và xác định được tương đối chính xác vị trí của xương cá theo vị trí chiếc kim. Chiếc xương sau đó được cắt ra có độ dài khoảng 25mm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, được cắt chỉ và ra viện. Theo bác sĩ Thắng, dị vật xương từ đường ăn ra các khu vực khác có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Khi nghi ngờ bị hóc xương cá cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa, uy tín để được điều trị kịp thời tránh trường hợp dị vật di động ra các khu vực khác. Sau phản ánh về việc phụ huynh tố trường bớt giờ chính khóa để dạy chương trình ngoại khóa, trường mầm non Tam Hưng A ở huyện Thanh Oai, Hà Nội đã thông báo dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Thông tin được ông Đoàn Việt Dũng, trường phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Oai, Hà Nội, chia sẻ chiều ngày 24 tháng 11, theo đó, căn cứ vào những nội dung phản ánh, thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Oai, trường Mầm non Tam Hưng A đã thông báo dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh từ ngày 23 tháng 11. Thông báo này được công khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường cùng 100% các nhóm lớp và các bậc cha mẹ học sinh toàn trường. Phía nhà trường cũng đề nghị ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo công khai tới phụ huynh học sinh của lớp để phụ huynh nắm được thông báo này. Cũng theo trường mầm non Tam Hương A, đầu năm học 2023-2024, trường đã tổ chức họp cha mẹ học sinh toàn trường tại các nhóm lớp. Tại buổi họp, phụ huynh các lớp đã đề nghị nhà trường tổ chức cho các con được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Sau đó, phụ huynh đã có đơn tự nguyện đề nghị cho trẻ được học hoạt động này để đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh. Nhà trường đã tiến hành ký liên kết với trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Hồng Đăng tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và các môn năng khiếu cho học sinh trong năm học 2023-2024 và đã bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 10 năm 2023. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó số tiền lãi suất chậm trả gây chú ý. Theo cáo buộc, ông Trần Quý Thanh, 70 tuổi, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỷ đồng, Trần Uyên Phương 42 tuổi 350 tỷ đồng và Trần Ngọc Bích 39 tuổi 600 tỷ đồng. Phương thức mà bố con Tân Hiệp Phát sử dụng là thông qua chiêu cho vay lãi thế chấp bằng các dự án, hàng chục thừa đất rồi dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản. Theo kết luận điều tra, năm 2019, do cần vay vốn, bà Đảng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã nhờ kết nối để vay ông Trần Quý Thanh. Đầu tháng 11 năm 2019, ông Thanh gặp và đồng ý cho bà Oanh vay 500 tỷ, lãi suất 3% trên tháng, với điều kiện nữ đại gia vay với điều kiện phải chuyển nhượng toàn bộ hai dự án sang cho Tân Hiệp Phát và trả trước lãi 3 tháng là 31,5 tỷ. Bà Oanh trong 9 tháng trả đầy đủ tiền gốc và lãi sẽ được trả lại hai dự án nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi bảo anh sẽ mất hai dự án. Kết luận nêu, ngày 12 tháng 5 năm 2020, khi đến hạn trả lãi lần 3, thì nhóm bảo anh quên và mang tiền đến trụ sở Tân Hiệp Phát chậm một ngày. Tuy nhiên, khi nhóm bảo anh mang tiền đến, thì ông Thanh không gặp với lý do bận và không đồng ý nhận số tiền lãi 31,5 tỷ. Sau nhiều lần liên hệ qua trợ lý, một tuần sau, ông chủ Tân Hiệp Phát mới đồng ý gặp Bảo Anh. Tại buổi làm việc này, ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng phía Bảo Anh đã vi phạm thời hạn nộp tiền lãi, vi phạm cam kết nên không mua lại được dự án. Sau khi phía bà Anh van xin, thì ông Thanh yêu cầu phải nộp tiền phạt thêm 35 tỷ, không thì tôi không cần tiền lãi, và bên vay mất quyền mua lại dự án. Nhiều lần thương lượng không thành công, bà Anh đã báo công an. Bị hại gã đàn ông sổ khám vì bắt đền bạn gái làm hỏng của quý trong lúc mặn nồng. Dư luận từng bàn tán xôn xao về một sự việc hư hữu, một nam thanh niên bị chấn thương của quý với một đối tác nữ trong khi vợ đang có bầu. Sau đó anh này còn bắt đền cô người yêu 3 triệu đồng tiền chữa trị. Danh tính của đối tượng là Nguyễn Văn Chiến, 22 tuổi, chú Hà Nam. Cô bạn gái quan hệ cùng Chiến là Nguyễn Thị Nhi, chú Hà Giang, thuê trọ tại Hà Nội. Theo điều tra, hôm đó, đối tượng Chiến nhắn tin điện thoại cho chị Nhi để hẹn gặp mặt. Vì hai người từng quen nhau qua mạng, sau khi gặp gỡ, thấy Nhi xinh xắn, lại phải nhịn đói lâu ngày vì vợ về quê, nên đối tượng đã ngỏ ý muốn yêu Nhi. Hàn hứa rằng sau khi quan hệ xong sẽ cho chị 5 triệu đồng để bù đắp. Tuy nhiên trong lúc hành sự, Chiến ôm mặt tỏ vẻ đau đớn. Thấy người tình như vậy, chị Nhi vô cùng hoảng hốt, hỏi han tình hình và khuyên Chiến nên đi bệnh viện để kiểm tra. Trong lúc đau đớn, Chiến cho rằng chị Nhi đã cố ý làm trò hoặc Nhi bị mắc bệnh gì đó nên súng ống của Chiến mới đau như vậy. Ấm ức, Chiến đã dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân của chị này và cả súng ống của mình để sau này nhỡ có việc dùng rồi đến bệnh viện điều trị. Vì sự cố bất ngờ, chị Nhi cũng quên việc lấy tiền công. Chữa chạy mấy hôm, chiến khỏi bệnh và phải chi trả 3 triệu đồng tiền viện phí. Cho rằng chị Nhi là nguyên nhân khiến mình bị như vậy, đối tượng chiến đã yêu cầu chị phải trả cho hắn số tiền viện phí đó. Nếu không nghe theo, thì hắn sẽ đăng toàn bộ ảnh khỏa thân của chị trong nhà nghỉ lên mạng xã hội. Bị bản tình đe dọa, Nhi rất sợ hãi, đồng ý giao tiền và báo công an đến bắt quả tang. Theo tìm hiểu, sau khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng Chiến lên Hà Nội để buôn bán quần áo. Sau một thời gian, vợ Chiến mang bầu, sắp sinh nở nên đã về quê nhà chồng dưới Hà Nam để nghỉ ngơi. Vợ vừa về nhà được vài ngày thì đã xảy ra sự việc như trên. Miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng đến bao giờ? Ngày 25 tháng 11, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong ô nhiễm không khí với chỉ số chất lượng không khí AQI phổ biến ở ngưỡng đỏ, ngưỡng có hại cho sức khỏe mọi người và ngưỡng tím, ngưỡng rất có hại cho sức khỏe mọi người. Sáng sớm cùng ngày, hệ thống theo dõi chất lượng không khí ở Việt Nam tiếp tục ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng ở thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc. Tại Hà Nội, những nơi ô nhiễm nhất được ghi nhận tại quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm và Tây Hồ. Chỉ số AQI trên ứng dụng Palm Air được ghi nhận ở mức tím. Các điểm đo khác trong thành phố phổ biến ở mức đỏ đến tím. Đáng lưu ý, các điểm đo của Palm Air tại Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định thậm chí còn ô nhiễm hơn ở thành phố Hà Nội, khi hầu hết ở ngưỡng tím, rất có hại cho sức khỏe mọi người đợt ô nhiễm không khí hiện tại ở miền bắc đã kéo dài nhiều ngày qua và được ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của đại sứ quán mỹ nhận định sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới vì vậy các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi chất lượng không khí và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng người dân nên hạn chế ra khỏi nhà vận động tập thể dục lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách, đảm bảo kín khít mặt. Đại biểu Quốc hội, tài xế ô tô đưa đón học sinh phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Chiều 24 tháng 11, thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu đề xuất nhiều giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn Long An, dành gần như toàn bộ thời gian thảo luận để nói về quy định xe đưa đón học sinh. Bà Dung đề nghị xem xét cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn khi quy định về niên hạn xe đưa đón học sinh không quá 15 năm. Về quy định trên, xe đưa đón học sinh từ 24 học sinh trở lên thì phải bố trí trên xe phải có hai người. Đại biểu Dung cho rằng chưa có cơ sở pháp lý thực tiễn về vấn đề này. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị đánh giá cho phù hợp, đề xuất nghiên cứu quy định xe đưa đón học sinh cần có màu sắc riêng hoặc lắp đặt công cụ nhận diện để người tham gia giao thông khác khi nhìn thấy đều biết. Đây là việc nhiều nước đã làm nên nghiên cứu áp dụng quy định này. Về điều kiện của người lái xe đưa đón học sinh, đại biểu Dung đề nghị chuyển quy định này từ dự thảo luật đường bộ sang luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, đề nghị quy định tài xế xe đưa đón học sinh phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Giải thích về đề xuất, đại biểu cho biết có nhiều trường hợp nhiều em học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học mới khoảng 18 tuổi đã đăng ký đào tạo và được cấp giấy phép lái xe. Nếu quy định chỉ cần kinh nghiệm 2 năm thì những người này mới chỉ khoảng 20-21 tuổi. Như vậy, lái xe còn rất trẻ tuổi, có thể chưa có độ chính về nhận thức và kinh nghiệm lái xe đưa đón học sinh. Bà Dung phân tích. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau